bánh xèo 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 tôm hồ phải không, phải tôm bắc không anh? Ở thi mà làm thì có nửa con nửa bị tai. Quay nữa. Đồ ông giúp bê này. Đây là cá cá nữa. Dạ, cá gì? Cá nhảy á, cá nhảy. Đây thịt nướng. Ủa đây có bánh hỏi nữa ngon ha. Đúng không ạ? Ừ. Ê, bánh xèo này. Cái chén này để dành cho ai sao? Mấy nhỏ cho dành ai đâu. À. Mấy cái bánh xèo còn chút xíu trong cái chắc cho để luôn nhỉ. Vô đâu, quả không chưa quả. Cá bò nhã. Bánh xèo. Bánh xèo. Nướng. Nướng. Uống gì nó xe rồi nó không mệt, bây giờ sáng nay nó mới mệt. Sáng gì thật là món gì thật. Nó là mớ chai lận. Đầu bếp ba. Ừ. Rồi mấy cái thịt đó bạn lại mình ăn da. Mày lá bốn à, ở cấp cao nó nguy hiểm á. Á mà không mất một miếng này bắt nửa luôn. Mắm ra không làm lạc lạ.